Những người không nên uống nước dừa. Nước dừa trong sạch vô trùng, ngon mát, nhưng một số người cần lưu ý khi sử dụng thức uống này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều người cho rằng uống nước dừa còn có tác dụng hơn uống nhiều loại thảo dược quý hiếm. Tuy vậy, ba nhóm người này nên hạn chế uống nước dừa để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ nhất là người có huyết áp thấp. Nước dừa tác dụng hạ huyết áp. Nếu trên nền người huyết áp thấp, nó có thể gây hoa mắt, chóng mặt, say sẩm mặt mày. Người dễ bị dị ứng. Một số người bị dị ứng nước dừa dẫn tới việc đi ngoài phân lỏng liên tục sau khi uống. Người bị tăng kali máu. Người tình trạng tăng kali máu mệt mỏi, suy nhược, đánh trống ngực, co cơ, liệt, dị cảm do suy thận dẫn tới lượng máu tới tim giảm, tim đập nhanh. Những người này không nên dùng nước dừa do thành phần nước dừa có chứa nhiều kali. Ba lợi ích tuyệt vời của nước dừa. Quả dừa non khi hình thành chứa nước bên trong. Từ lúc đó tới khi già đi, nước dừa sẽ chín và lắng xuống tạo thành cùi dừa như chúng ta thấy. Tuy vậy, ăn dừa và uống nước dừa 6-7 tháng tuổi mới là ngon nhất. Trong nước dừa 94% là nước tinh khiết và rất ít chất béo, có tác dụng chống oxy hóa. Các tế bào bị oxy hóa khiến cơ thể lão hóa nhanh chóng, da nhăn, tạo ra các gốc tự do, gây nên các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Một nghiên cứu trong năm 2012 trên động vật thực nghiệm bị tiểu đường kháng insulin cho thấy việc cho động vật uống nước dừa làm giảm hoạt động các gốc tự do, từ đó dẫn tới làm giảm hoạt động oxy hóa. Một nghiên cứu khác cũng trên động vật cho thấy tế bào gan bị tổn thương có thể được phục hồi rất tốt nếu được uống nước dừa so với số động vật không được uống. Cải thiện sức khỏe cho người tiểu đường. Giảm nguy cơ suy thận. Sỏi thận thường do muối kết hợp với các hợp chất khác tạo thành tinh thể lắng đọng trong thận. Đó sẽ tạo thành những viên sỏi nhỏ. Nước dừa sẽ ngăn công cho tinh thể dính vào thận và các bộ phận khác của đường tiết niệu, làm giảm số lượng tinh thể hình thành trong nước tiểu, đào thải cặn bã, do vậy nguy cơ hình thành sỏi thấp. Và đây là những thông tin giải đáp thắc mắc cho những ai không nên uống nước dừa, tùy cách dùng và tùy trường hợp bệnh mà xem xét có nên sử dụng hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh.